Quang Linh Vlog đang khiến toàn cõi mạng phải dậy sóng trước content diện đồ boy phố oanh tạc thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, clip anh cùng đồng bọn có mặt chợ Hạnh Thông Tây ở Sài Thành khiến dàn tiểu thương vây kín, càng khiến netizen thích thú hơn. Tiếp tục có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, mới đây Quang Linh Vlog cùng đồng bọn gồm Tiến Nguyễn, Nam Hoàng và ca sĩ Lê Bảo Bình đã làm dân mạng được fan cười nghiêng ngả. Cực lây cùng style boy phố ngủ ngáo, quay clip làm content đăng lên mạng xã hội. Style này làm các fan không còn nhận ra một chủ tịch ngầu đét hay một ủy viên đầy chính chuyên như thường ngày. Để tìm và mua được loạt trang phục độc lạ này, Quang Linh cùng các thành viên trong team cũng phải đầu tư thời gian để đi tìm kiếm. Và chợ là nơi có thể dễ dàng mua nhất những món đồ này. Nhân dịp đến thành phố Hồ Chí Minh, cả bốn anh em ngay lập tức đổ bộ ngôi chợ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành, nơi tổng hợp thiên đường thời trang đủ mọi thể loại là chợ Hạnh Thông Tây. Vốn là người nổi tiếng, khi Quang Linh bước vào chợ, lập tức liền nhận về nhiều sự chú ý của các tiểu thương. Trên mạng xã hội, đoạn clip Quang Linh cùng các anh em khoái chí với style mới boy phố này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Chưa hết, loạt hình ảnh dàn tiểu thương trong chợ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với team Quang Linh cũng gây bão. Có thể thấy, sức hút của Quang Linh trên mạng xã hội là vô cùng lớn, đi đâu cũng được yêu mến đến nó. Quay trở lại với loạt clip diện đồ style boy phố, giao diện này có phần hơi quê mùa, lỗi thời với đủ combo áo cải sọc, quần jean ống bó vẩy sơn hoặc rách, dán sticker, đội mũ lưỡi trai cùng đôi dép được fake từ những thương hiệu nổi tiếng. Chỉ trong vòng 3 giờ đầu, video thu hút đến 2 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều fan nhận xét rằng Quang Linh ngày càng mặn mòi, hài hước và rất bắt chen. Một số netizen còn chia sẻ rằng họ tưởng mình đã nhầm tài khoản khi thấy hình ảnh này. Chị gái Quang Linh, Nhật Lệ cũng phải ngao ngán với độ lầy của em trai cùng hội anh em cùng team. Trong một clip khác, Nhật Lệ đã tỏ biểu cảm ngao ngán, chống cằm và lắc đầu, biểu cảm bất lực, trong khi xung quanh cả bốn anh em đang nhảy trên nền nhạc Vina House. Khoảnh khắc này làm người xem phải bật cười, có người còn nhận xét Nhật Lệ đã chạm đến giới hạn của bản thân cô rồi. Còn nhớ ai đó ngày xưa từng bảo xem TikTok ít thôi mà giờ anh đu trend như này. Linh ơi, anh khác xưa rồi, anh tự tay hủy hoại hình tượng thanh niên nghiêm túc của mình à. Xem 10 lần rồi cười không nhịn được, thế là không nhìn ra luôn, xem tưởng nhầm, hình tượng chủ tịch đâu rồi Linh, là những bình luận của netizen. Quang Linh Vlogs hiện là một trong những YouTuber có lượng người theo dõi đông đảo ở nhiều độ tuổi nhờ các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa tại châu Phi và Việt Nam. Không chỉ vậy, tính cách giản dị, hài hước và gần gũi của anh cũng khiến nhiều người yêu thích. Trên các livestream bán hàng hay khi quay các tiểu phẩm với bạn bè, Quang Linh cũng không ngần ngại làm xấu hình ảnh của mình qua việc giả gái hay trang điểm. Hiện tại, sau chuyến công tác tại Tân Cương, Trung Quốc, Quang Linh đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với team. Anh tích cực tham gia các phiên livestream quảng bá sản phẩm và cũng tranh thủ thời gian về thăm gia đình tại Nghệ An. Tại Nghệ An, anh cũng khiến cõi mạng dậy sóng với hình ảnh có mặt tại chính quyền địa phương để làm lại căn cước công dân. Đáng chú ý là khoảnh khắc Quang Linh được dàn fan nữ công an vây kín, thể hiện đẳng cấp ai cũng ngưỡng mộ của anh. Một số người còn cho rằng điều này quá bình thường bởi anh dù gì cũng là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.